Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều nguyên nhân gây ra ngộ độc ở trẻ em. Những nguyên nhân phổ biến có thể kể đến đó là do người lớn thiếu kiến thức, ngộ độc không cố ý, ngộ độc do tự tử hay ngộ độc do thầy thuốc gây ra. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách xử trí trong trường hợp gia đình có trẻ bị ngộ độc cùng tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Tuy, phụ trách trung tâm cấp cứu và chống độc bệnh viện Nhi Trung ương, thông tin được đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống. Nguyên nhân khiến trẻ bị ngộ độc do sự thiếu kiến thức và vô ý của người lớn. Các bà mẹ theo thói quen tự đi mua thuốc điều trị theo kinh nghiệm của mình khi trẻ bị bệnh hoặc nghe theo lời mách bảo của những người xung quanh đã dẫn tới tình trạng lạm dụng thuốc hoặc dùng không đúng thuốc, không đúng liều lượng hoặc đúng thuốc nhưng dùng quá liều mà không biết rằng thuốc có thể gây hại cho trẻ. Ngộ độc không cố ý Ngộ độc xảy ra do trẻ tự ăn, uống thuốc, thực phẩm do cha mẹ không cẩn thận. Thường xảy ra chủ yếu ở trẻ nhỏ chập chứng biết đi, tuổi trung bình là 2,5 tuổi. Ngộ độc do tự tử, thường xuyên xảy ra ở tuổi tiền dậy thì trên 10 tuổi. Những trẻ này cần phải được khám và tư vấn về mặt tâm lý và xã hội học. Ngộ độc do thầy thuốc gây ra, một số trường hợp bị ngộ độc có thể do chỉ định sử dụng thuốc, liều lượng, đường dùng, phối hợp thuốc chưa hợp lý. Tuy vậy, cũng có những trường hợp ngộ độc xảy ra ngay cả khi đúng liều lượng, đúng chỉ định nhưng do cơ thể quá nhạy cảm đối với thuốc. Triệu chứng ngộ độc các loại ngộ độc thường gặp là ngộ độc thuốc và ngộ độc thực phẩm với một số biểu hiện như sau: về tiêu hóa trẻ đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Về hô hấp trẻ ho sặc, thở nhanh, tím môi, khó thở. Về thần kinh trẻ hôn mê hoặc co giật, run tay chân, run giật cơ ở mặt, ngực, đùi, cánh tay, yếu cơ, sau đó là liệt cơ, nặng hơn có thể liệt hô hấp, rối loạn nhịp tim. Dấu hiệu tăng tiết có đàm nhớt, dịch tiêu hóa, mồ hôi, nước bọt khi nghi ngờ trẻ bị ngộ độc, cha mẹ phải quan sát kỹ xung quanh để tìm những vật nghi ngờ gây ngộ độc và liên hệ điện thoại đến bệnh viện để được hướng dẫn sơ cứu thích hợp. Khi đưa trẻ đến bệnh viện, phải đem theo những vật nghi ngờ gây ngộ độc. Cách xử trí khi trẻ bị ngộ độc. Phụ huynh nên gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất gây nôn cho trẻ, cần kích thích cho trẻ càng ói càng nhiều càng tốt để tống hết thức ăn, thuốc ngộ độc ra ngoài và có thể kích thích bằng cách ngoáy nhẹ họng hoặc cho uống nước muối loãng, không áp dụng gây nôn trong ngộ độc, axit, kiềm, xăng dầu. Để cho trẻ nằm nghỉ và theo dõi tình trạng mất nước của trẻ do ói mửa, tiêu chảy để đảm bảo bù nước cho đầy đủ. Cho trẻ uống dung dịch Orezon theo nhu cầu để đảm bảo cân bằng nước và điện giải nếu thấy trẻ sốt thì sử dụng kháng sinh nhẹ và cho uống than hoạt tính từ 5 đến 10g để hấp thụ chất độc. Ngưng việc sử dụng thức ăn, thuốc nghi ngờ gây ngộ độc, giữ lại toàn bộ thức ăn thừa, phân, chất nôn, thuốc đã dùng để đi xét nghiệm, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Tắm gội bằng xà phòng nước sạch nếu nhiễm độc qua da, niêm mạc. Đề phòng ngộ độc thuốc ở trẻ không tự ý mua thuốc cho con uống phải dùng thuốc theo đúng đơn của bác sĩ trong mỗi lần khám không dùng đơn thuốc trong lần khám trước hay đơn thuốc của trẻ khác hay của người lớn cho trẻ thuốc nên được bảo quản cẩn trọng trong lọ kín có nhãn ghi tên thuốc hạn sử dụng rõ ràng để thuốc ngoài tầm nhìn và tầm tay với của trẻ tốt nhất là để thuốc trong tủ có khóa an toàn định kỳ làm vệ sinh tủ thuốc gia đình loại bỏ thuốc quá hạn dùng thuốc bị hỏng không nên uống thuốc trước mặt trẻ vì trẻ rất dễ bắt trước các bà mẹ đang cho con bú khi dùng thuốc phải có sự tư vấn của bác sĩ vì có một số thuốc có thể truyền qua sữa mẹ gây ngộ độc cho trẻ. Chắc chắn rằng bạn biết rõ liều lượng và số lượng dùng thuốc và theo sự hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ hay trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Không nên cho trẻ uống thuốc không rõ loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đề phòng ngộ độc thực phẩm ở trẻ Rửa tay sạch với xà phòng trước khi sử dụng đồ ăn uống, bảo quản đồ ăn thừa và các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh nếu chưa cần dùng đến. Nấu thức ăn chín với nhiệt độ thích hợp và lưu trữ trong hộp sạch. Không để trẻ ăn uống mà không có sự giám sát của người lớn. Không sử dụng lại đồ ăn cũ có dấu hiệu bị hỏng. Kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng của các thực phẩm đóng gói trước khi sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là chủ đề tìm hiểu về những loại bệnh nguy hiểm khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau